Đập trứng đá vô cũng ngon, đập trứng đá vô cắt nhỏ. Cắt nhỏ ra đập trứng đá ăn ngon. Đá vô nắng. Có nước cốt dừa má bỏ vô. Kêu em đi chợ mới mua trứng. Còn đòi béo nữa hả? Mà thấy nó không có sọc mà thấy cũng dễ thương nữa mà. Đẹp không? Thôi, đẹp quá rồi. Thôi hả? Đã là ăn nữa đi. Sợ lắm. Ăn nhiều quá sợ hả? Sợ lắm rồi. Ăn nhiều rồi. Thôi, no lắm con, để lát ăn nữa. Sợ lắm rồi. Để tới tối như con. Để tối ngủ rồi ăn. Sợ rồi. Rồi đi rửa tay đi. Rồi phải ăn mà không biết mấy miếng luôn mà. Ăn nhiều sợ lắm rồi. Chờ chiều về đó. Bữa mày làm cơm chuối cũng ngon lắm. Làm cơm chuối, làm sinh tố rồi. Mít này ngon lắm, ngọt mà thơm. Mà màu vàng đẹp nữa. Màu vàng đẹp quá chừng luôn nè. Rồi mẹ chừa lại ăn ít. Giờ mình nấu rau câu. Dạ, đang nấu hả chị? Chị phụ em xay nha. Giờ mình bắt rửa lên, con nấu trước. Giờ sang ca xay này đi. Rồi, ca xay này trước. Xay đó đi. Nè em có đầy cối sẵn chị nè. Chị bỏ vô chị xay giùm em. Thơm quá. Dạ. Thơm ngọt. Thơm ngọt và cái màu nó đẹp nữa. Dạ. Cái này ai cho hả mẹ? Mít qua cho phức tì. Rồi, đẹp lắm. Cái này bỏ rau câu lên màu đẹp lắm chị. Màu vàng. Vàng đẹp quá chị. Mít này nó ngọt nó thơm nữa. Chưa, cái này chị ngoại khoảng 10 phút nữa thôi. Chị bớt lửa lại nè, cho nó không có sôi lên bọt. Vậy chị nấu cái này khoảng 10 phút nữa là bỏ đường vô. Nước cốt dừa. Này sữa, đường, bò. Chuẩn bị đang bò mình bỏ vô không chị? Tại bữa ăn sống luôn rồi, một muối hết rồi, nó ngọt gì đâu. Bánh đó nhà chú nó trồng á, chú nó trồng cho ngoại đó. Ngọt mà ăn bữa không nổi luôn. Nhìn cái màu này biết ngọt hả? Đỡ quá hả? Cái này làm sinh tố cũng ngon lắm nè mẹ. Sinh tố ngon á. Sinh tố, bữa mẹ làm kem chuối nữa, mẹ làm kem chuối mít nữa nha. Ngon á. Rồi mẹ bớt lại chút xíu đường, tại mình có sữa. Dạ. Chứ 900 g đường mới đủ. Mới đủ thôi mẹ. Dạ, giờ mẹ lấy bao nhiêu đường? Mẹ lấy 800 g thôi. Dạ, 800 g đường. Tại vì có sữa vô mẹ trừ bớt. Bớt ngọt rồi chứ. Dạ. Ngọt quá. Ăn ngon. Ăn ngán luôn nè, gì dừa thôi. Cái này nó chút xíu nữa nó không nó nở. Dạ, để em kiếm cái khay cho chị đổ. Nè mẹ, có chuẩn bị cái khay rồi nè chị. Rồi để sẵn. Đủ sẵn. Nắm để đây đổ hả? Chắc qua bên bàn đi ha, cho nó rộng. Dạ. Chị ăn cơm chưa? Chị nấu rồi mà chị chưa ăn. Chị hả? Để anh đi về ăn hả? Chú đi về ăn cơm xong rồi chị qua tiệm. Thôi, lửa nhỏ xíu nữa. Lửa nhỏ tí nữa đi. Dạ, sắp được rồi. Dạ, sắp được rồi đó. Khoảng 2-3 phút nữa là được rồi. Có trễ tí cũng không sao quá. Trễ ngon. Trễ tí nó cứng. Cứng như nó nở. Nó nở ra mà nó cứng nữa. Còn thay nhiều đó nó không có nở. Dạ. Rồi cái nó mềm. Trễ chút không sao. Trễ tốt. Cái bữa mà mình nấu cái này ngon lắm, mình nấu lên gì nó dỗ bên ngoài. Còn rất nhiều. Mình còn mít nè, còn nhiều lắm hả mẹ? Để về bữa thì chị đổ. Dạ. Đây, sẵn sàng. Rồi mẹ dự trữ nguyên một tủ luôn. Mẹ dự trữ mít nguyên một tủ luôn à. Có muốn ăn mùi mít là có sẵn trong tủ mẹ. Mẹ ăn những cái cho nữa hả? Dạ. Ngon lắm mà nó chín quá. Vậy hả mẹ? Mẹ đưa đây, không ăn đưa đây. Nó trồng nhà. Nó trồng đây. Nó trồng đây. Trồng á. Dạ. Chắc mít này cũng ngọt lắm nè. Ngọt lắm mà thơm nữa. Mỏng vỏ, mỏng dánh nè. Nó nhỏ xíu à. Dạ, nó nhỏ xíu vậy đó. Hột bự. Nó không có bự. Mà cái thịt nó ít. Ít mỏng dánh. Dánh nè. Được hả chị? Ừ. Giờ mình bỏ đường vô. Bỏ đường vô khoảng 5 phút cho tan đường. Sữa cho làm ba, tại mình làm ba trong. Bỏ đường vô trong thôi là chị. Chị chuẩn bị 3 cái son ra. Nó. Giờ đi chia ra cái phần này là để lớp trong. Dạ. Rồi cái son kia thì mình pha bột mít. Pha mít với lại sữa dừa. Sữa dừa một son. Giờ phải pha lại. Rồi cái này là trong, cái này trong ha. Và cái này nó pha màu. Dần nóng à. Dạ, con dịnh ở trên nè. Cái nóng đó chị. Ừ, chị dịnh cái quai nó không có nóng. Mít nhiều mà. Nhưng mà mình làm vừa đủ thôi. Nhiều quá nó mềm. Không ngon. Nhiều quá thì nó bị mềm. Rồi bây giờ mẹ cho vô đây con quậy luôn. Mình chỉ làm 2 nồi luôn. 2 tay 2 nồi sữa. Sữa với lại dừa chung thôi nè. Sữa dừa chung. Mày mở sữa vô trước đó mẹ. Sữa cho nó chín thôi. Dừa. Vậy cũng tan. Sữa còn lại tao có sơ đó. Vậy cũng tan. Mềm mà quậy lắm. Dạ. Tại mình muốn cho đẹp thôi, không đẹp thì để gì ăn cũng được. Được, tan là tan. Thơm quá. Dạ, mùi mít thơm phức luôn. Thơm quá kìa. Lên là cho nước dừa vô. Cho nó chín nước dừa. Thôi lên bỏ nước dừa vô là tắt thôi nè. Rồi mình đổ nước vô. Sôi rồi, nó chuẩn bị sôi cho mình. Sữa sôi rồi mình bỏ nước dừa vô. Bữa nước dừa vô mình không có để lâu thì nó mất béo. Dạ. Sôi lên đều được. Sôi lên thôi. Chứ để lâu là mắc béo lắm. Nữa thôi. Để nếm thử đây chắc béo lắm rồi. Còn muốn béo nữa cho muỗng vô đi. Chị không béo là thà dư không sao. Cho nó ngon phải không béo. Rồi có thấy béo rồi đó. Được rồi nè. Muỗng nữa luôn. Ăn cho béo luôn. Chị đâu có sợ mập. Rồi giờ mình nhắc này xuống. Rồi. Bây giờ mình chuẩn bị đổ nha. Tắt lửa nó đi. Rồi chuẩn bị đổ thôi. Rồi cho cái này lên đi. Rồi. Cho một chút đổ tiếp đi. Rồi bây giờ mình lại lên đổ trong. Chị đổ nước đục trước. Lớp trong. Xong rồi tới lớp trong. Tới lớp mít. Lớp màu vàng. Đổ lớp mỏng đó hả chị? Tại vì cái đây nó có rồi mà mỏng này. Nhưng mà con phải thêm lên cho ở giữa nó có chứ để nó bị tràn xuống nó. Tại cái ở giữa nó không ra nó ngắn. Này sẵn sàng lắm, sẵn sàng. Vì nó chưa cấy lên cây. Dạ đặt đây nè. Đặt lên đây nè. Vậy hả? Tại giữa nó bị. Tại giữa nó nhô lên. Cái cây không đều vậy đó. Nó không bị tróc cái lớp. Chị đổ nước mít nè. Màu mít đẹp quá. Màu vàng nhạt đẹp quá. Thơm nữa. Bây giờ đổ vào chiều nay có ăn là ha. Để tủ lạnh. Sữa hồng thích lắm nè. Dạ. cái màu độc tiếp. Dừa. Cái này mình đổ mỏng quá, nó mau khô lắm cơ. Dạ. Với lại ăn đổ một lớp mỏng quá. Con Thái ăn cái rửa lớp ra. Đâu có. Ăn lớp đâu có ngon. Ăn gì mới ngon hả? Hồi nhỏ con Thái rửa lớp. Tại xíu nhớ con nhớ bánh da lợn. Mẹ sẽ nhớ hồi nhỏ ăn hay rửa rồi từ lớp á. Nhớ bánh da lợn. Ngon rồi đó. Dạ. Mình đổ mỏng nó nhanh ăn thôi. Nó mau khô lắm. Tới trăng phải không? Dạ. Còn gì phải chờ. Đổ nhiều xưởng là phải có dân đông. Phải 4-5 người. 2 người được rồi, đông quá. Mẹ thì pha màu. Dạ. Cho cái quạt qua đây cho nó mau khô. Dạ. Rồi tiếp tục cái lớp trong. Cái này để khô cũng không được nữa nè. Tróc lớp. Khô nó sẽ bị tróc lớp á Tin. Vừa nhán là đổ liền. Cái kia là nó thơm béo ngọt ngon. Dạ. Rồi cái này là mình ăn để cho nó nghe nó cứng, ăn cứng sực giòn đó bạn. Dạ. Đó giờ thấy lớp rồi đó chị, tại thì mới có lớp mình đâu thấy mình đâu. Cắt ra mới thấy rõ xíu. Ở trong vuông mình chưa thấy rõ. Tới vàng hả? Dạ. Tới màu vàng. Sắp hết chưa chị? Gần hết rồi Kinh. Còn chừng 2 lớp nữa xong rồi. Hôm qua bạn này với bạn nữa rồi đủ rồi đó. Vậy cũng nhanh quá ha. Một câu đó câu nữa xong không bạn? Không, rồi bạn màu vàng nữa. Bạn màu vàng nữa mới hết. Trở lên màu vàng nữa là xong. Cái màu áo chị giống màu mít quá à. Rồi màu này với màu vàng nó là đủ không? Dạ. Dạ. Rồi, màu này là màu vàng nó là hết ra mà. Rồi. Rồi chờ cho nó khô chị đổ cái này. Cũng nhanh khô hả chị? Ừ. Màu trong màu vàng. Dạ. Yeah. Đừng đổ gì dính cái khai xấu mình nè. Không có, con sợ nó bị lủng quá mà. Con sợ nó, không có lủng, tại vì mỏng nó không lủng. Rồi mình đổ mà lớp cao nó mới bị chung. Mà con sợ. Không có sợ chung. Sợ nó chung á. Đổ gì cái nó dính với cái ở ngoài bìa này không có đẹp. Vậy như con biết rồi, nhưng mà khi mẹ đổ ra mà ập ra ngoài á thì nó không có sao. Nhưng mà bây giờ mẹ muốn nhìn bây giờ nó không đẹp. Cái này cuối cùng thôi chị. Chưa tính, còn màu vàng nữa Kinh. Màu vàng nữa là xong rồi. Lớp cuối cùng phải không chị? Lớp này nữa là hết rồi Kinh. Dạ, màu mít vàng, y như bỏ màu nữa. Dạ, đẹp quá mẹ. Màu quá mà. Nè, đây có lớp luôn nè mẹ. Cái màu trong nó cố tình đổ màu trong nó không có nổi nhưng mà ăn nó sực sực ngon. Dạ, là cố tình làm vậy đó. Nè, cái lớp này. Này là rau câu mít hả mẹ? Mít á. Bữa rồi thấy mít có mít quá chừng. Mít với lại dừa sữa. À vậy là 3 lớp. Ừ. Quán rau câu anh Yên ơi. Không đâu rồi, gian nữa. À bên nay mẹ có một xửng rau câu để cả nhà. Rau quá. Đó gì đó. À, đẹp quá ha. Ừ, đẹp không? Rồi, y như giờ là ăn luôn nè. Sọc đẹp quá ha. Ừ. Đẹp quá ha. Sữa Hùng nãy giờ chờ nè, Sữa Hùng nhanh vô để hết phần à. Đẹp quá ha, mít đẹp quá ha. Rồi đẹp ha. Hơn rồi. Cắn cái đầu ra, đúng rồi. Bỏ đầu đi cái. Đúng rồi. Ngon quá chừng luôn. Xếp ở đây. Đẹp quá ha. Thơm quá mẹ, thơm mít quá. Ngon quá mẹ. Rồi, quá trời đã luôn. Vậy là mấy lớp ta? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 vàng trong đục. Vàng trong đục nhiều. Vậy là nhiều lớp lắm, ba màu nhưng mà rất là nhiều lớp. 9 lớp rồi. Ủa sao không làm trước luôn hả? Đã ta. Sao không đòi ăn chiều già hả? Hôm nay có anh Bảo chị Thẩm về tham gia nữa ha. Mẹ rủ á. Đâu Bảo rồi. Mình dọn cho mẹ ơi. Cái này sấn hình đẹp quá hả mẹ? Nó sọc sọc sọc. Nha, cháu sẽ không nữa nè. Đây mình đây. Ủa sao không ăn miếng bự như vậy? Mình với Thẩm 9 lớp là mình ăn đi cưng. Cháu Hồng ăn chưa hết dành phần nữa ha. Không ăn thấy được không? Mốt xách mít vô đây nha. Ồ đẹp quá. Nó dành nguyên dĩa luôn nè. Xếp qua chị Minh, xếp qua chị Minh. Đây. Đẹp lắm. Lung linh, đẹp lung linh. Nè Tâm đây. Bóc luôn khỏi Tâm. Bóc hết ráo rồi hả? Vậy là bóc chơi nhanh, không hao Tâm. Đẹp quá. Sắc vô đây luôn đi. Dạ, để nó tràn mênh mông. Sắc vô trong đây xỉn đi đi. Nhiều quá. Vô đây luôn. Ăn thử đi xem. Dạ mà. Sao ăn dữ quá ta. Đặt thử thách. Chứ Thuận mấy miếng này chứ Thuận. Ăn cái xấu trước này chứ Thuận. Để nó nguyên lại. Dạ, chị rồi không chị. À, mời cả nhà mình rau câu nha. Chứ nếu như mình đổ chung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 lớp sao? Mình nữa chị, em ăn rau câu đẹp, để mé đẹp. Ngon quá. Rau câu dụng để cho Sơn Hồng ăn. Sơn Hồng của chị mình ăn rau câu cái màu trắng nó giòn giòn. Dạ, trắng giòn giòn tới mình thấy sực sực. Mình phải ấy vậy đó, vậy đó. Chứ nếu mà mình để chung vô thì nó thơm. Ủa có cái nồi sôi phía sau là cái gì mà có lửa không? Hấp cá thì hả? Rồi cả nhà mình tham gia nha. Bữa nay ăn rau câu mít với sữa dừa hả mẹ? Thơm quá, ăn giòn giòn đó ha. Thấy mẹ luôn. Nhìn thuốc con trong nước. Trong thuốc thấy mẹ luôn mà, nó thấy mẹ luôn. Thấy mẹ đúng không? Còn mít tủ nhiều lắm. Ngon quá. Rồi nấu dùm đám cưới là bà ngoại đó hay đi nấu đám cưới á. Vậy con tưởng món này mới có sau này, hay giờ có lâu đời rồi. Lâu rồi. Cái này hồi xưa mà khi mẹ làm đám giỗ á, mẹ nấu đám tiệc á là cái phần này cũng mấy đứa nhỏ lại xin nữa nè. Chứ đâu có được ăn phần nguyên đâu. Ăn phần dụng đúng không? Hồi đó mình không có mấy cái khay vuông vậy. Dạ. Đổ bằng mấy cái sửng tròn thôi à, thành ra nó dụng nhiều lắm. Dụng nhiều lắm. Sao chị Ba qua trễ quá hết phần rồi nè. Con dĩa luôn con. Gì? Mít hả? À, còn dĩa này nè chút xíu bưng về chị Ba. Ăn nổi. Ăn xong. Chưa phần đó. Ăn xong còn được bưng về nữa nha. Ăn hết vô đây mới được về nha. Tội qua trễ. Hôm nay mời cả nhà mình món rau câu mít với sữa dừa. Ăn mọi người ăn no hết rồi. Giờ chờ đem chia phần đó. Rồi chia sẻ bà con mình và ảnh cho vui. Tạm biệt và hẹn gặp lại video tiếp theo.